Giá đô nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một tác phẩm sam hương Đài Loan bám lũa nha cả nhà. Đó có nghĩa là mình lấy những cây sam hương này mình đã nuôi sẵn rồi, có rễ có rồi là nhiều rồi. Báo mình lấy một cái lũa đẹp, lũa thép, lũa này không có mục nữa nha. Rồi mình cho nó bám lên, mình ghép lên, làm thành một cái khóm rừng nha. 1, 2, 3, 4. Rừng này có 4 cây nha nhà mình. Đó. Lũ này là lũ liền luôn. Cái này nhà vườn đã thùng lâu rồi nha mình. Bây giờ cái này mình đo cái hoành thân này nha. Hoành thân này là 9 nè. Cây cao. Cao là 43. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 58. 58 nhân cho 35. Cái khay này, cái khay sam hương này nhà vườn xin giao lưu là 1,4 triệu bao ship nha, 1,4 triệu bao ship. Cái này về mình chưa lên chậu thì mình cứ để khay này mình nuôi thôi, còn không thì mình có cái chậu mới đẹp rồi thì mình cứ để là mình nuôi thôi, mình chỉ tỉa tán phong thiên nhiên nữa là ok thôi. Đó. Cái sam hương này á, mình càng nuôi mình càng cắt giật á, thì nó lại càng lá nó càng rút nhỏ nha mình. Đó, lũa này, lũa thép này, quay cận cảnh cho khán giả xem. Đó. Nó đã bám ok rồi nha. Rồi mã số 43. Sam hương Đài Loan bám lũ nha. Rừng sam hương Đài Loan bám lũ 1.400k bao ship, hay còn gọi là 1,4 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe nha. Cây này liền cốt sống khỏe luôn. Cây này có cái tổng hoành gốc nha. Tổng hoành gốc ở đây đo được là 78. Cái eo ngay chỗ này đo được là 32. Cây cao nha. Cao đến đầu thân chính là 90. Cái bầu ươm hiện tại nha, bầu ươm hiện tại là 50. 50 nhân cho 35. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 500k bao ship luôn nha. 500k bao ship luôn. Đây. Cây sống khỏe nha, đế đồ ok luôn. 500k bao ship. Đế ok luôn, đế rất là lực đế nha. 500k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây linh sam rừng rin siêu lũa nha. Cái này là thân khô lũa nè. Đó, cái này là về mình tạo lũa nó luôn. Và ở đây mình có thể mình làm bạc phong theo. Mình làm bạc phong, dán bạc phong theo cái chiều lũa này cũng được nha. Đó, thì ở cái phần sống là nó ở phần gốc. Đó, còn cái phần thân này là thân lũa. Mình có thể mình làm bạc phong theo lũa luôn. Đó. Cây này thì tổng hoành là 50. Cái hoành của cái thân lũa đây nha là 20. Cây cao đến cái đầu lũa là 45. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 32. Đó. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn nha. 400k bao ship, gửi cả chậu luôn. Dọn vườn nhanh luôn nha. 400k bao ship cho cây linh sam rừng Rin Ninh Thuận này luôn. Đây, cho mình xem tham khảo. 400k bao ship nha. Cho mình xem luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe, mã số là 46 nha. Cây này form thiên nhiên. Cây này có cái hòn gốc là 29. Hòn gốc 29 nha. Cây cao là 80. Bầu ươm hiện tại là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship nha. 400k bao ship luôn. Form thiên nhiên sống khỏe luôn nha.
Đó, cái này về mình lên chậu hoặc là thả ra đất đều ok luôn. Thả ra đất thì nó phát càng mau hơn nữa nha. Đó, cái này đã sống khỏe rồi. Mã số 46, 400k bao ship bằng lan tím lá nhỏ sống khỏe nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây vú bò form thiên nhiên nha. Cây này cây thiên nhiên trái ăn được. Cây này có mã số là 47. Hoành gốc là 12. Hoành gốc 12 nha. Cây cao là 50. Bầu đất hiện tại là 28. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. 300k bao ship luôn cho cây vú bò form thiên nhiên này luôn nha. Cây này là cây thiên nhiên, trái ăn được. Đó, cây đang bung lộc rất là tốt luôn. Mã số là 47. 300k bao ship cho cây vú bò tàn thiên nhiên này luôn nha. Tán thiên nhiên này luôn. Nhà mình xem tham khảo, nếu mà được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên. Cây này ba thân chung cốt luôn nha. Tâm cao. Cây này có mã số là 48. Tổng hoành gốc nha. Tổng hoành gốc là 38. Cái hoành thân ở đây, cái hoành thân này là 16. Cây cao đến ngọn nha. Cây cao đến cái đầu thân chính ở đây đo được là 120. Bầu ươm là 35. 35 nhân cho 32. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 700k bao ship luôn nha. 700k bao ship luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. 700k bao ship. Cái này ba thân chung cốt luôn. Sống khỏe rồi. Đó, cái này mình làm một tán ở đây, tán ở đây và tán ở bên trên. Ở bên này mình có thể mình làm tán bên này nữa là ok. 300k bao 700k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này tông cao, cây này nó cao. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị mã số là 49 nha. Cây này liền cốt form thiên nhiên. Đó, cây này form thiên nhiên, cái này về mình vô dây định hình theo kiểu form thiên nhiên nữa là ok thôi. Đó. Cây này có tổng hoành nha. Tổng hoành cụm là 60. Một cái hoành ở đây đo được là 19. Cây cao đến đầu thân chính ở đây đo được là 40. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 46 nha. Chậu nhựa nuôi lọt lòng là 46. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1,8 triệu bao ship nha. 1,8 triệu bao ship. Nhưng mà mình sẽ nói chung là có cái chậu này thì ở bên dưới chất trồng nó cũng khá là nhiều và cát cũng nhiều. Mình giao lưu là 1,8 triệu bao ship. Mình gỡ chậu nha. Đó, mình sẽ gỡ chậu ra. Chứ cái này mà rất là nặng luôn. Thôi thì lỡ rồi, mình sẽ giao lưu là 1,8 triệu mình gửi luôn cả chậu nha. Đó, cho mình yên tâm hơn. Mã số là 49 nha. 1,8 triệu bao ship cho cây cẩm thị form thiên nhiên này luôn. Đó, cái này về mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời luôn cả nha. Đó, chi nó có sẵn hết rồi, về mình chỉ việc vô dây nữa thôi. Mã số 49, 1,8 triệu bao ship cẩm thị form thiên nhiên nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này là ba thân chung cốt nha, tam đa luôn. Phúc lộc thọ nha. Rồi cây này có hoành gốc là 97. Hoành gốc là 97 nha. Hoành một cái thân này đo được là 38. Cây cao đến cái đầu thân chính ở đây đo được là 80. Bầu đất hiện tại là 50. 50 nhân cho 37 nha. 50 nhân cho 37. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2 triệu bao vận chuyển nha. Giao lưu nhanh luôn, 2 triệu bao vận chuyển.
Em đi quằn quanh này luôn. 2 triệu bao vận chuyển nha. Thấy không? 2 triệu bao vận chuyển cho cây cẩm thị này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cây ba thân liền cốt luôn. Sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm nha. Cái này về mình chỉ việc tháo bọc và thêm chất trồng là ok thôi. Quàng quanh này lại nữa. 2000k bao ship hay còn gọi là 2 triệu bao vận chuyển nha mình. Mã số 50 Cẩm Thị. Rồi giờ mình xuyên qua cây này luôn.